Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về tuổi Ngọ, người cầm tinh con ngựa. Ngọ khi giận dữ rất là khó kiềm chế, theo chủ nghĩa cực đoan, nóng như lửa thiêu đốt. Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, ngoan cường, cố chấp, khó thuyết phục. Người cầm tinh con ngựa thường làm được những việc lớn. Lớn cỡ nào tùy vào lá số những ô còn lại. Tuổi Ngọ sinh vào tháng Dần, tức tầm tháng 2 dương lịch, là người rất là nóng nảy. Nếu sinh vào tháng 3 dương lịch, nhằm tháng Mão, là người khác cực đoan, cố chấp, không thể nào thương lượng được với họ. Tuổi Ngọ sinh vào mùa xuân, tức từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 dương lịch, thường là dư mộc và thiếu kim. Sinh vào mùa hè, tháng 5, tháng 6, tháng 7, thường là dư hỏa thiếu thủy. Tuổi Ngọ, Ngọ đã là hỏa, sinh vào mùa hè thì rất là dư hỏa. Kế đến, sinh vào mùa thu, tháng 8, tháng 9, tháng 10, thường là dư kim và thiếu mộc. Cuối cùng, tuổi Ngọ sinh vào cuối năm mùa đông, tháng 11, tháng 12, tháng 1, thường là dư thủy thiếu hỏa. Tuổi Ngọ sinh vào tháng Mão, tức tầm tháng 3 hoặc tháng 4 dương lịch, là người có sao hàm trì. Sao hàm trì chủ về đào hoa nhân duyên, có nhu cầu tình dục cao, là người khéo ăn nói và được nhiều người chú ý. Tuổi Ngọ trong tháng ngày giờ có chữ Tuất, là người có sao hoa cái. Sao hoa cái chủ về học nhanh hiểu nhanh, thông minh, tài hoa, sáng dạ. Tuổi Ngọ có chữ Thân ở tháng ngày giờ, là người có sao Dịch Mã. Sao Dịch Mã chủ về biến động, di chuyển đi xa, xa quê hương. Dịch Mã là biến động, thay đổi. Người có sao Dịch Mã thường là cuộc đời rất là nhiều biến động. Người tuổi Ngọ khi mua nhà lưu ý, cửa không nên ở hướng tỵ. Hướng tỵ là một góc trong đông nam. Nhà ở hướng tỵ với người tuổi Ngọ sẽ phạm vong thần. Vong thần là nói về thị phi điều tiếng, gây ảnh hưởng đến tinh thần. Đối tượng này rất là khó ở nhà có cửa hướng tỵ. Tính cách người tuổi Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, như lửa cháy rừng rực, khi nổi giận có thể là thái quá. Người cầm tinh con ngựa giỏi giao tiếp, ăn nói khéo. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết phối đồ rất là đẹp và hợp mốt. Người tuổi Ngọ đa phần phóng túng. Nữ tuổi Ngọ rất thích là trưng diện, trải chuốt và giao thiệp rất là lễ phép. Họ sống khá lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh và thường là thích ung dung tự tại, không thích gò bó. Một số còn lại tình cảm rất là phóng túng, buông thả, dễ bị kích động bởi tình cảm, có sự ham muốn tình dục cao độ, rất là khó kiềm chế đối tượng này. Tuổi Ngọ đa phần ham mới nới cũ, có cái gì hay, cái gì mới đẹp là họ rất là dễ bị cuốn theo, nên thường là được liệt vào người chăn hoa. Trong công việc, họ là một người đầy nhiệt thành, có thể đảm nhiệm được nhiều công việc khác nhau nhưng năng suất luôn rất là cao. Họ thường làm việc theo cách tự giác, nhưng với điều kiện công việc yêu thích thì họ làm hết mình. Nếu công việc nhàm chán thì họ sẽ thôi và tìm một công việc mới. Họ là người độc lập trong cuộc sống, làm việc cũng độc lập. Số đông làm việc rất là cần cù chăm chỉ. Giai đoạn đầu trong cuộc đời họ có những cái cuộc sống khá là khó khăn. Sau tuổi trung niên, công việc mới trở nên tốt đẹp. Nếu không ngừng nỗ lực thì họ luôn đạt được những mục tiêu mà do mình đề ra. Trong công việc làm ăn, người tuổi Ngọ nên tìm công việc có tính tỉ mỉ, khéo léo, óc sáng tạo cao thì mới mong đạt được sự thành công,
đạt được thành tựu nhất định. Họ luôn coi trọng danh dự, khi bạn giao việc cho người tuổi ngọ, họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Đối với kinh doanh, đôi khi họ nôn nóng đầu tư những khoản đầu tư rất là lớn, vì thế khó mà lấy lại trong thời điểm nhất thời. Thì đối với người tuổi ngọ, khi họ đầu tư, họ không nên nôn nóng sẽ thất bại. Người tuổi ngọ lưu ý, nếu muốn thành công thì không nên ăn chơi quá mức, phải làm chủ được bản thân của mình. Kiên trì theo đuổi thì có ngày sẽ hái quả ngọt. Trong cuộc đời người tuổi ngọ thăng trầm bất định, nhưng về trung niên nếu cố gắng sẽ đạt được thành quả. Trên thương trường, tuyệt đối tránh xa việc kiện tụng. Nếu có xảy ra kiện tụng, phần lớn sẽ thất bại, rất khó cứu vãn. Tình duyên tuổi ngọ. Nữ tuổi ngọ đảm đang tài giỏi. Trong tình yêu đối với nam giới, họ xem đây là một phần của cuộc sống, nhưng ngược lại đối với nữ tuổi ngọ, họ xem đây cả là một cuộc đời, nên họ dành nhiều tâm huyết cho tình cảm của mình đã đặt vào. Nữ tuổi ngọ luôn muốn có một tình yêu tốt đẹp. Họ có thể làm tốt vai trò của một người nội trợ lẫn một người bạn đời, vừa tham gia xây dựng kinh tế cho gia đình, là một cánh tay phải rất là tốt đối với chồng của mình. Đôi khi họ tự cảm giác là họ cô đơn trống trải trong tình yêu. Họ thường mộng mơ, mơ tưởng đến ý chung nhân của mình là một người tài đức vẹn toàn. Nhưng khi đúng đối tượng xuất hiện, đối tượng quá si mê, cuồng nhiệt, họ lại từ từ lảng tránh. Các bà chủ tuổi ngọ, họ luôn mong muốn có một gia đình hoàn mỹ, họ có tác phong nhu mì, tận tụy trong công việc, tận tụy chăm sóc chồng và con rất là tốt. Nhưng ngược lại, họ thiếu đi tính vị tha. Khi phát hiện đối tượng của mình lăng nhăng thì họ vô cùng nóng giận và khó tha thứ. Đôi khi sự việc xấu nhất là họ, đối tượng của mình. Ngoài ra, đặc điểm của người tuổi ngọ, đôi khi họ không chỉ nói về tình yêu, họ nói về những giá trị của cuộc sống, họ nói về những hoài bão, những mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình. Do vậy, đôi khi say đắm trong tình yêu nhưng mà họ rất là dễ dứt ga, không lằng nhằng, không nhiều đau khổ. Còn đàn ông tuổi ngọ, khi kết hôn, họ hết mực yêu thương gia đình của mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, hôn nhân bền vững. Tóm lại, người cầm tinh con ngựa rất là ngoan cường, cố chấp, nóng nảy. Nếu sinh vào mùa xuân, mùa hè thường là dư hỏa và cần kim thủy. Nếu sinh vào mùa thu đông thì cần mộc hỏa dư kim thủy. Đây là thuyết ngạ mệnh trong cải vận. Các bạn có thể tham khảo tại website phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivận.org. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.